Xin chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ tấn công các công ty Trung Quốc, Nga vì liên quan viện trợ quân sự cho cuộc chiến của Moscow. Gần 1.000 tấn ngũ cốc của Ukraine bị tấn công. Sau hầm đội Biển Đen, hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng tấn công đổ bộ. Mỹ tiết lộ tin vui từ cuộc phản công của Ukraine Ukraine dồn dập tấn công lớn chưa từng có vào vùng Kursk, Belgorod của Nga. Nhiều sứ quan cấp cao của Moscow thiệt mạng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mỹ tấn công các công ty Trung Quốc, Nga về liên quan viện trợ quân sự cho cuộc chiến của Moscow. Quý vị thân mến, theo nguồn tin từ Reuters cho biết, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ hai đã áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với 11 công ty Trung Quốc và 5 công ty Nga, cáo buộc một số công ty cung cấp linh kiện để chế tạo máy bay không người lái cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, theo Reuters. Bộ Thương mại, cơ quan giám sát chính sách xuất khẩu, đã bổ sung tổng cộng 28 công ty, trong đó có một số công ty Phần Lan và Đức vào danh sách đen thương mại khiến các nhà cung cấp Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc vận chuyển công nghệ cho họ. 9 trong số các công ty, bao gồm Asia Pacific Link LTD của Trung Quốc và SMT Alistair của Nga, được cho là đã tham gia vào kế hoạch cung cấp cho trung tâm công nghệ đặc biệt nằm trong danh sách đen trước đây các bộ phận máy bay không gửi lái cho Tổng cục Tình báo chính của Bộ Tổng tham mưu của Nga. Một cuộc điều tra của Reuters và Isaris, một cơ quan truyền thông của Nga, phối hợp với Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức nghiên cứu quốc phòng ở London, Đôn, vào năm ngoái đã phát hiện ra một dấu vết hậu cần trái dài trên toàn cầu và kết thúc tại dây chuyền sản xuất máy bay không gửi lái Auckland, công nghệ đặc biệt, trung tâm ở St. Petersburg, Nga. Cuộc điều tra cho thấy nhà xuất khẩu Asia Pacific Links LTD có trụ sở tại Hồng Kông là một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất cho chương trình máy bay không gửi lái của Nga. Công ty này cùng với công ty nhập khẩu SMT Alostrick là mục tiêu có đợt trừng phạt trước đó của Mỹ vào tháng năm. Các công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người đứng đầu bộ phận kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Aiden Services cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động nhanh chóng và có ý nghĩa chống lại những người tiếp tục tìm cách cung cấp và hỗ trợ cho cuộc chiến bất hợp pháp và vô đạo đức của Putin ở Ukraine." Theo Bộ Thương mại, 6 thực thể khác của Trung Quốc đã bị bổ sung vì cáo buộc mua sắm các bộ phận hàng không vũ trụ cho công ty sản xuất máy bay Iran được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái, được Iran sử dụng để tấn công các tàu chở dầu ở Trung Đông và Nga ở Ukraine. Trung tâm công nghệ đặc biệt ở Saint Petersburg, Nga, nơi từng sản xuất nhiều thiết bị giám sát cho chính phủ Nga và hiện tập trung vào máy bay không gửi lái cho quân đội, lần đầu tiên bị Mỹ trừng phạt sau khi cựu Tổng thống Barack Obama cho biết họ đã làm việc với quân đội Nga. Tình báo nhằm cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Hoa Kỳ đã tích cực sử dụng danh sách đen thương mại, được gọi là danh sách thực thể, để nhắm mục tiêu vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc và cố gắng cản trở cuộc chiến của Nga ở Ukraine. gần 1.000 tấn ngũ cốc của Ukraine bị tấn công. Nga cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái trên bán đảo Crimea và các khu vực khác trên lãnh thổ do mình kiểm soát. Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào Odessa. Thống đốc Odessa ở miền nam Ukraine chính thức xác nhận gần 1.000 tấn ngũ cốc được cất giữ tại các cơ sở ở Odessa đã bị Nga tấn công có một phụ nữ bị thương và cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Nga. Một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng phi dân sự và đây là trung tâm hành chính thành phố Odessa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời. Sau hạm đội biển đen, hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng tấn công đổ bộ. Theo một báo cáo mới, hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng tiến hành các hoạt động đổ bộ quy mô lớn. Theo báo cáo của Roshan Kershaysin, những phát hiện này dựa trên phân tích các cuộc tập trận gần đây mang tên Ocean Shares 2023 do hải quân tiến hành ở biển Baltic. Công ty chuyên về tình báo nguồn mở, báo cáo và phân tích xung đột thị trường quốc phòng toàn cầu và an ninh quốc gia, đồng thời hiện tập trung vào giám sát các hoạt động quân sự ở Ukraine hạm đội Baltic của Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân Ocean Street 2023 vào tháng 8 dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Hải quân, đô đốc Nikolai Yevmenov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 30 tàu và tàu quân sự, 20 tàu hỗ trợ, 30 máy bay và khoảng 6.000 nhân viên quân sự. Cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm NATO đang tổ chức cuộc tập trận trên biển Baltic. Roshan Konstantin lưu ý rằng cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Nga và các nước thành viên NATO đang ở mức thấp nhất. Đồng thời, cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã tác động tiêu cực đến lực lượng vũ trang nước này, trong đó có hải quân Nga. Báo cáo cho biết, đặc biệt, hạm đội Baltic đã bị suy giảm năng lực đồng thời lưu ý rằng ba trong số các tàu đổ bộ lớn của lực lượng này đã được triển khai tới Biển Đen trước chiến tranh và do việc đóng cửa eo biển Bosphorus cho quân đội, giao thông, họ chưa thể quay trở lại cảng Baltic quê hương của họ. Tương tự như vậy, lữ đoàn bộ binh hải quân số 336 của hạm đội Baltic đã chịu tổn thất đáng kể trong cuộc chiến, làm suy giảm đáng kể khả năng triển khai sức mạnh của hạm đội. Báo cáo cho biết Công ty tư vấn đánh giá rằng cuộc tập trận quân sự Ocean Shield 2023 cố gắng chứng tỏ với NATO rằng Nga vẫn có thể triển khai sức mạnh của mình trên khắp hạm đội Baltic và gây tổn hại đến tiềm năng của NATO trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng 8 rằng cuộc tập trận nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của hải quân trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Liên bang Nga trong một khu vực hoạt động quan trọng và sẽ có sự tham gia của các lực lượng thực hành cách bảo vệ các tuyến đường biển, phần chuyển quân đội và hàng hóa quân sự cũng như bảo vệ bờ biển. Nhưng cô tập trận chỉ xác nhận rằng hạm đội Baltic đã mất khả năng tiến hành chiến dịch đổ bộ tấn công quy mô lớn do sự tham gia của các tàu đổ bộ lớp Sobraon và lữ đoàn bộ binh hải quân 336 trong cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ tiết lộ tin vui từ cuộc phản công của Ukraine. Trong những ngày gần đây, người ta đã quan sát thấy các xe bọc thép của Ukraine hoạt động vượt qua một số chứng ngại vật phòng thủ mà lực lượng Nga đã thiết lập vào mùa đông năm ngoái tại các khu vực phía Nam bị chiếm đóng của đất nước. Mặc dù sự phát triển này không nhất thiết báo trước một bước đột phá sắp xảy ra, nhưng nó mang lại triển vọng rằng, sau nhiều tháng cố gắng vượt qua các bãi mình dưới hỏa lực pháo binh hạng nặng, những nỗ lực phản công của Ukraine đã thành công hơn mức bình thường được đánh giá cao. Chuyên gia Jacques Beres thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói với Newsweek, những chỉ số tích cực chắc chắn đã cải thiện tinh thần của tôi trong hai tuần qua, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn. Những chỉ số tích cực đó bao gồm được xác nhận về xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất hoạt động bên ngoài các công sự giả chiến chính gần phòng tuyến Robertine Verbuff. Đó là vượt qua mương xe tăng, răng rồng và tuyến hào được chuẩn bị kỹ càng nhất. Beres lưu ý. Trong khi nhiều nhà quan sát cả ở Ukraine và nước ngoài bước vào mùa hè với kỳ vọng sẽ thấy lực lượng của Kiev đạt được những tiến bộ với lãnh thổ tương tự như những gì họ đạt được năm ngoái ở khu vực Kharkiv và Kherson, thì sự chậm trễ của phương Tây trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng kết hợp với giao tranh ác liệt ở phía đông xung quanh Bạch Mút năm nay. Mùa đông vừa qua đã cho phép lực lượng Nga xây dựng một loạt chứng ngại vật dọc theo tiền tuyến của cầu đất liền ở phía Nam. Để đạt được tiến bộ bền vững, Ukraine hiện phải cân bằng các kế hoạch hoạt động của mình để làm suy yếu lực lượng Nga, trong khi vẫn bảo toàn sức mạnh chiến đấu của mình để sử dụng trong một cuộc chiến mà hầu hết các nhà phân tích cho rằng sẽ kéo dài nhiều năm. Ông Beres giải thích, có nhiều cách để thắng trong cuộc chiến khi không kiểm soát được lãnh thổ và có nhiều cách để thua trong các cuộc chiến khi kiểm soát được lãnh thổ. Về mặt chiến thuật, người Ukraine không chiến đấu chỉ đại giải phóng hàng dặm vuông mà để duy trì thế chủ động nhằm ngăn chặn người nga tập hợp lại và củng cố các vị trí phòng thủ của họ một lần nữa. Như vậy, thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của Ukraine trong những tháng tới sẽ không phải là số lượng thị trấn bị chiếm đóng được lấy lại mà là số tuần họ có thể tiếp tục gây áp lực lên phòng tuyến của nga. Với hy vọng rằng cuối cùng sự cân bằng của lực lượng cho phép họ đột phá và khai thác mọi vi phạm ở mức tối đa có thể. Chuyên gia Peres nhấn mạnh, nếu đến ngày 31 tháng 12, người Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu, tước đi cơ hội phản công lên đến đỉnh điểm của quân Nga, thì đó là thành công. Sẽ chỉ là thất bại nếu họ cố gắng đi quá nhanh và từ đó đánh mất thế chủ động. Ukraine dùng dập tấn công lớn chưa từng có vào vùng Kursk Belgorod của Nga, nhiều sứ quan cấp cao của Moskva thiệt mạng. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Kesh và Belgorod của Nga, trong khi giới chức do Moskva hậu thuẫn ở vùng Donetsk vừa áp đặt lệnh giới nghiêm cấm người dân ra đường và những nơi công cộng từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng, cấm các sự kiện đông người. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào khu vực Kers của Nga đã làm hư hại một số ngôi nhà tư nhân và một tòa nhà hành chính trong khi hai máy bay không người lái khác do Ukraine phóng đã bị phá hủy phía trên khu vực Belgorod. Cả thống đốc địa phương cho biết hôm thứ Hai, 25 tháng 9. Theo thông tin sơ bộ do các thống đốc Nga công bố, không có thân phong trong một trong hai vụ tấn công. Quy mô của cuộc tấn công vào khu vực Kursk giáp Ukraine hiện chưa được Nga công bố. Trong khi đó, hãng tin Prada của Ukraine cùng ngày đưa tin một máy bay không người lái đã tấn công sân bay Kalino ở tỉnh Kursk của Nga hôm 24 tháng 9, giết chết và làm bị thương nhiều sĩ quan cao cấp của một trung đoàn không quân Nga. Reda dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay không người lái đã tấn công vào tòa nhà nơi các chỉ huy của trung đoàn tiêm kích cận vệ Sidanov số 14 của Nga đóng quân tại sân bay Kalino. Hậu quả của vụ tấn công là nhiều sĩ quan quân đội Nga thương vong. Cụ thể, tới lệnh trung đoàn Sirenov số 14, cấp phó của anh này, nhóm sĩ quan phi công, một số nhân viên sân bay, đại diện của cơ quan phản gián quân sự FSB. Maskefa chưa xác nhận thân vong như trên. Reuters cũng không thể xác minh độc lập các báo cáo của Ukraine. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Nhưng trong những tháng gần đây, khi ép tuyên bố rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sẽ giúp ích cho cuộc phản công của họ. Trong bối cảnh Ukraine tăng cường phản công, Reuters đưa tin, người đứng đầu tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm đã áp đặt lệnh giới nghiêm cấm dân thường có mặt trên đường phố và các địa điểm công cộng từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ông Janet Porcelain đã công bố xác lệnh cấm tụ tập, biểu tình và meeting cũng như các sự kiện quần chúng khác ở Donetsk, khu vực do Nga kiểm soát trừ khi chúng được giới chức địa phương cho phép. Sắc lệnh được ban hành hôm 24 tháng 9 để ứng phó với mối đe dọa quân sự. Trước đó, ông Pushilin đã ký một sắc lệnh kiểm duyệt quân sự đối với thư biểu chính và tin nhắn được truyền qua hệ thống viễn thông cũng như kiểm soát các cuộc tra chuyện qua điện thoại. Ông Pushilin cũng ra lệnh thiết lập các trạm kiểm soát và chốt an ninh ở biên giới với các tỉnh Lugansk và Zaporizhia. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews btv amoc com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.